về phần thô đó là chung rồi, không còn phân biệt là khá hay cao cấp nữa, chỉ có phân biệt ở cái vật tư hoàn thiện thôi các bạn. Hi, xin chào, rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tham quan một công trình ở dưới khu tái định cư Lộc An Bình Sơn ha các bạn ha. Và công trình của chúng ta là chuẩn bị được bàn giao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vào trong công trình này để mà chúng ta biết được là một ngôi nhà do công ty Tiến Phát số 8 làm đó, sắp sửa bàn giao thì nó sẽ bao gồm những gì. Thì qua hồi nãy các bạn thấy là cái mặt tiền của chúng ta đó, đó là được thiết kế theo phong cách là hiện đại tối giản hả các bạn ha. Và bên hông nhà là có những cái đường chỉ nhấn theo cái khung cửa sổ rất là đẹp mắt. Ở quy mô nhà của chúng ta là một trệt, một lầu và một sân thượng. Đó, và kéo xuống phía sau nhà của chúng ta đó là một cái toilet được đưa ra bên hông. Và trong toilet thì có đầy đủ bệ đá, có cho lavabo, gương và phụ kiện 7 món. Ở bồn cầu cũng là bồn cầu inox luôn nha các bạn. Và cái cửa mà mình mới đóng đây đó là cửa nhựa Hàn Quốc ha các bạn ha. Và ngôi nhà này là được thi công ở theo cái gói vật tư hoàn thiện là gói khá. Đây là cái cửa sắt bằng bằng sắt mà sơn tĩnh điện đó các bạn. Đó, thì với gói khá là chúng ta sẽ hệ cửa chúng ta là sẽ sử dụng là hệ cửa sắt ha các bạn ha. Sắt và được sơn tĩnh điện. Đó, các bạn thấy là những cái hệ cửa mà mở rộng ra bên hông nó làm cho ngôi nhà chúng ta rất sáng và rất thoáng. Và cái đá mặt tiền cũng như đá cầu thang của chúng ta là sử dụng là đá đen Campuchia ha các bạn ha. Và đây là cái mặt tiền của chúng ta nhìn từ dưới lên trên với các ban công bằng sắt mỹ nghệ rất là đẹp ha. Và cái đó là cái phần phát sinh các bạn, tại do là mỹ nghệ là chúng ta phải uống cho nên rất là khó khăn, cho nên là phải sẽ phát sinh. Thì công ty Tiến Phát số 8 luôn làm là có hai gói là khá và cao cấp. Về phần thô đó là chung rồi, không còn phân biệt là khá hay cao cấp nữa, chỉ có phân biệt ở cái vật tư hoàn thiện thôi các bạn. Đó, đây là xung nguyên một cái phòng khách và cái hệ bếp chúng ta được mở rộng ra. Đó, đây gọi là cái không gian mở hả các bạn ha. Đèn đốm, sơn nước, lát gạch đều đã đầy đủ xong rồi. Và đây là cái toilet ở cái phòng ngủ phía cuối nhà. Đầy đủ hết tất cả thiết bị 7 món. Và trước khi bàn giao là sẽ nghiệm thu một lần cuối cùng chủ nhà nữa để xem coi có lỗi linh tinh lặt vặt gì hay không thì mới bàn giao hả các bạn ha. Hệ bếp rất là rộng. Và cũng được lát cao lên 1m6 ha các bạn ha. Và đây là cái cầu thang của chúng ta với là tay vịn gỗ căm xe và lan can sắt. Đó. Thì gói khá của chúng ta là sẽ sử dụng một cái lan can sắt, nhưng đây là cái lan can sắt mà được làm mỹ nghệ cho nên là sẽ phát sinh cái phần này ha các bạn ha. Rồi, chúng ta cùng nhau bước lên trên lầu 1. Lầu 1 của chúng ta là có 3 phòng ha các bạn. Đó, một phòng ở giữa và hai phòng trước sau. Đây là cái nhà vệ sinh đầu tiên trên cái lầu này. Toàn bộ hệ cửa đi các phòng cũng như cửa toilet là đều là sử dụng cửa nhựa Hàn Quốc hết ha các bạn ha. Rất là nhiều cửa sổ cho nên rất là thoáng và mát. Đó. Đó, các bạn thấy không? Cái sắt mà chúng ta uống mỹ nghệ như vậy nó lên rất là đẹp, thì có phát sinh thì nó sẽ đẹp thêm thôi các bạn ha. Và một
ngôi nhà cơ bản mà trước khi bàn giao thì nó sẽ được giống như mình dắt các bạn đi tham quan đây đó. Và nội thất đồ này nọ thì chủ nhà phải chịu rồi đó. Một cái điểm nhấn nhỏ ở ngay cái mảng tường đó, giữa hai cửa sổ, làm cho cái ngôi nhà của chúng ta thêm phong phú ha các bạn ha. Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này là vẫn còn rất là nhiều nhà chưa hoàn thiện đó, cho nên là đồng trống vẫn còn nhiều, mặc dù là cũng hơi sầm uất rồi đó, nhưng mà xung quanh nó vẫn còn rộng ha các bạn. Đây là cái toilet ở phòng phía sau lầu 1 đó. Lavabo có trang trí một cái bệ đá rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi lên sân thượng. Đèn đốm hết tất cả các thiết bị vệ sinh công nghiệp cũng đã được hoàn thành đó. Đây là cái phần ô lấy sáng cầu thang này các bạn đó, nó phải chảy dài và rộng bằng nguyên một cái ô cầu thang của mình, thì cái độ sáng ở ngay ô cầu thang của chúng ta cũng như là độ hút khí nó mới được đảm bảo ha các bạn ha. Rồi đây là phần sân thượng phía trước đó, rất là rộng rãi do là cái quy mô của nhà vườn ở dưới khu tái định cư này là chúng ta chỉ được một trệt, một lầu và sân thượng thôi ha các bạn ha. Đó. Nhà vườn của chúng ta xây là khác, còn nhà phố thì chúng ta xây theo kiểu khác. Đó, mỗi cái là nó đều có quy mô khác nhau. Lan can này rất đẹp các bạn. Đây là cái chỗ để đặt máy giặt. Đó, và đây là cái phần sân thượng phía sau. Đó. Không gian rất đẹp và thoáng. Đủ chúng ta có thể cuối tuần lên đây làm tiệc BBQ nhỏ cùng với gia đình. Và chúng ta sẽ cùng lên cái sàn mái của chúng ta ha. Đây là cái mái chuồng cừu nè, đó các bạn thấy là sẽ có được lát gạch. Đó, còn cái ô lấy sáng cầu thang là có những cái lam sắt để hút gió lên đó các bạn. Cái đó là đối lưu không khí, bắt buộc chúng ta phải làm để mà cho nhà chúng ta luôn sáng và mát ha các bạn ha. Và clip đến đây đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.